những cái mạch ở trong người của mình á, nó bị nghẹt, nó bị ngưng lại như cái ống cống mà nó nghẹt cho nó bị ngập nhà người ta là ống cống đó, nó giống giống vậy đó. Sửa ống cống không biết à, đó bây giờ mình thông cho đó là mà cạo xuống gái là nó xuống thông cho đó là mà cạo xuống gái là nó xuống mà nó vậy đó, nó nguyên liệu vậy đó, tất cả những cái chỗ khác trong nhà thông hết luôn. Cái đường chính nó bị thông cái là cái tất cả đó, những nhà thông đó ra châu đúng rồi đạo. Thí dụ như năng của viên đạo luôn không phải, nó là hệ thống tuần hoàn, nghĩa là khác nữa, nó là động mạch tĩnh mạch. Trên có một cái gì đó bị chuột rút thì họ nói giờ tôi bị chuột rút mà bị do bẻ đau quá mà bị bao nhiêu năm rồi không hết, thì sau đó mình mới đi tìm cái van mà tĩnh mạch nó bị tắc ở đó, mình mở ra thì giống như nó mở cống vậy đó. Thì sau khi mấy cái van nó được mở ra hết thì cái người đó lập tức là không còn bị chuột rút, không còn bị dò bẻ. Mà những cái động tác làm nó cực kỳ đơn giản, mình hướng dẫn mà làm được. Kính sư, những cái pháp môn đó rất là cần yếu cho những người hiểu biết, mình không phân biệt sắc đạo nào đó để cứu mạng người. Là bởi vì cái nó có nguy hiểm. Sẽ gặp thầy để mình học được những gì đó, mình đi cứu đồ. Rồi, bữa nay vậy là gặp rồi. Tôi bảo đảm với chị trong vòng 2 ngày thôi là chị thay đổi hết mọi cái suy nghĩ đó. Chị không bao giờ nghĩ là một cái phương pháp như vậy có thể giúp được cho mọi người. Thì chưa có bao giờ có cái môn nào mà nó nhanh vậy. Nghĩ quá. Cái môn này của sư nói là làm cái mình nhớ mình coi phim Trung Hoa mà phim Võ Hiệp đó huynh đệ. Thấy không? Học bao nhiêu mà quánh cũng lợi mà vô tình gặp một ông lão bối đó ở trong khi mà lọt xuống ở dưới rớt xuống núi á, giờ rớt xuống núi được gặp hôm đó cái ông gặp thú sống rồi ông cho bí kíp rồi ông thời gian ngắn thôi lên là quên hết rồi. Quên hết rồi. Nó giống như vậy. Trên bắt là nói câu nghe trọng tiêu quá. Dạ biết. Cái đó là bí kíp đó lắm. Bí kíp. Dạ. Dạ. Mà bởi vậy cho nên kính sư. Cái lời dễ thì cũng quan trọng lắm chứ. Dạ. Sư dễ hướng dẫn để chơi, để cho các cái người mà theo theo dấu của sư đó được am tường rất hấp thụ rất là dễ. Dạ. Thì nó có một cái như là đó, em kiểu như mấy kiếp vậy đó. Nhưng mà thực ra là cái lời nói của anh hai ấy, thì để em nói là cái đó là em cảm nhận được cái điều đó rõ đó. Tức là mình em là bác sĩ bệnh viện, và hồi xưa em là cho đó là em đi bác sĩ nữa luôn đó, tức là tay gì đâu biết. Em đi du học ở bên Pháp 4 năm. Rồi sau khi em về nước và em làm cái công chuyện chuyên môn thì mới 5 năm nay thôi là phương pháp này. Nhưng mà thực ra là em cũng nhiều bệnh lắm. Huyết áp cao, rồi cholesterol quá cao, rồi gan nhiễm mỡ, rồi bị gút, bị gao đó. Thì mình cũng bị đủ thứ hết. Nhưng mà thực ra cho đến đây là cách đây khoảng 3 tháng mình gặp một cái người là trao cho em bí kíp võ lâm giống như anh hay nói vậy. Tức là cái phương pháp nuốt không khí. Hiểu. Đấy. Dạ, hiểu. Thì em không bao giờ ngờ rằng em nuốt không khí. Thầy đơn, thầy đơn. Thì em không bao giờ nghĩ rằng là một cái phương pháp đơn giản là nuốt không khí thôi. Mà tất cả những cái bệnh trong người mình nó biến mất hết. Bây giờ giao là hết luôn rồi. Không khí lạ lùng lắm. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại
0832186688 hoặc 0983581652.